Ok luôn anh em, chào mừng anh em đến với Game Today. Ngày hôm nay ngày mùng 2 tháng 9, ngày Quốc Khánh, chúc anh em có nhiều sức khỏe. Và cảm ơn anh em đã chọn cái clip này làm cái nguồn giải trí cho cái ngày nghỉ của anh em. Nhân ngày Quốc Khánh như tôi cũng xin được cảm ơn anh em Trần Đức Trung vì những cái đóng góp, ủng hộ của anh em dành cho kênh. Anh em hiện tại anh em đã đạt được top 1 Donate. Anh em Trần Đức Trung có hỏi tôi là anh em Donate cho tôi thì có giúp đỡ được tôi nhiều không? Thì tôi xin trả lời anh em là cái số tiền mà anh em ủng hộ tôi nó giúp đỡ tôi rất nhiều trong cuộc sống. Vì vậy tôi rất là cảm ơn anh em nhá. Anh em Trần Đức Trung thì được cái là rất ít khi comment. Đấy, rất ít khi comment luôn. Và thường là hay donate trong âm thầm đó. Lâu lâu thì nhắn tin trên fanpage hỏi thăm, trò chuyện với tôi. Thì nếu mà anh em Trần Đức Trung có xem cái clip này và nhận được cái lời cảm ơn của tôi thì anh em hãy comment vào nhá. Đấy, để tôi biết được là cái lời cảm ơn của tôi đã đến được với anh em Trần Đức Trung ở trên kênh. Rồi. Còn tất nhiên là tôi sẽ cảm ơn anh em ở đằng sau đấy, là tôi có cảm ơn ở trong cái tin nhắn là đương nhiên rồi. Đấy, anh em donate thì tôi có nhắn cảm ơn riêng. Đối với các anh em mà donate qua Momo hoặc là donate qua ngân hàng nhưng mà nhắn tin cho tôi thì tôi sẽ cảm ơn luôn ở trong cái tin nhắn Momo hoặc là tin nhắn ở trong fanpage. Ví dụ như anh em Trần Văn Linh có donate cho tôi và cũng kèm theo là nhắn tin cho tôi luôn. Thì tôi xin được cảm ơn anh em Trần Văn Linh nhá. Trong cái trường hợp khác, anh em donate cho tôi qua ngân hàng nhưng anh em không để lại tên, thì bằng cái kỹ năng siêu cấp thám tử của tôi thì tôi vẫn có thể tìm ra được. Đấy là ngày hôm qua, người donate cho tôi chính là anh em Đinh Hoàng Lam. Rất là cảm ơn anh em Đinh Hoàng Lam đã donate cho tôi nhá. Ngoài việc cảm ơn các anh em donate cho tôi bằng lời cảm ơn ở trong video để thể hiện cái sự trân trọng của tôi dành cho những cái đóng góp từ phía anh em, thì cái tên của anh em sẽ luôn có ở trên cái bảng donate ở phía trên, cái dòng chữ chạy phía trên. Đó là cái sự ghi công thay cho cái lời cảm ơn, biết ơn của tôi dành cho những cái sự đóng góp của các anh em ủng hộ. Và tôi cũng xin được cảm ơn anh em Mr. Big Sale, anh em MiciK60, anh em Ngọc Long Phan, anh em Trần Đức Trung, anh em Lam Đỗ, anh em Anh Tùng Lê, anh em Huy Nguyễn Đức, anh em Đăng Khoa Bùi, anh em Nguyễn Nam, anh em Tài Nguyễn, anh em Huynh Jun, anh em Huy Phan và anh em Kim Minh Hoàng. Xin được cảm ơn anh em rất nhiều vì các anh em đã tiếp tục gia hạn gói hội viên ở trên kênh. Một lần nữa xin được cảm ơn tất cả các anh em đã ủng hộ kênh, giúp tôi có một cái nguồn thu nhập ổn định hàng tháng để tiếp tục có thể là đam mê với cái việc sản xuất những cái video clip về auto chat. Cảm ơn anh em rất nhiều. Rồi, tôi sẽ chốt cái giáp phản ngay từ đầu luôn. Lý do tại làm sao mà tôi lại chốt cái giáp phản ngay từ đầu game thì mời anh em đến với cả comment của anh em Khoa Phạm. Anh em Khoa Phạm có comment: hello anh, hôm qua em thử dồn đồ cho con ách trong bộ 9 Warrior và nó phản đam chết bộ 6 tròn kết hợp với 6 glide luôn anh ạ. Hy vọng ngày nào đó anh sẽ đưa lên kênh. Ok em, và ngày đó chính là ngày hôm nay. Ngày hôm nay tôi sẽ dồn toàn bộ đồ cho con ách nha anh em nhá. Và tôi sẽ chơi ở trong bộ 9 Warrior để anh em thấy là cái con này nó phản đam nó mạnh đến cỡ như thế nào. Ok. Ra ách này. 3 assassin. Và bây giờ mà muốn giữ chuỗi thì up cấp. Up cấp cho con này vào thì bây giờ là sẽ không có tiền để mua. Ở đây là chúng ta có Lava Shaman là còn kẹp được cả bộ kiếp len. Có lẽ là sẽ phải bỏ assassin đi thôi. Anh em ạ. Trận này cố gắng là làm thế nào để tận dụng vào con ách thôi. Đấy. Tối ưu hóa vào việc là sức mạnh của con ách. Kỹ năng của con ách nó là hú lên và được cộng giáp. Chính vì thế là cái con này nó sẽ co, làm co và rất mạnh ở trong cái bộ 9 Warrior anh em nhá. Chỉ có 9 Warrior thì nó mới phát huy được cái sức mạnh của nó thôi. Khi mà nó hú lên thì giáp nó khoảng rơi vào tầm khoảng 50 giáp. Đấy, thì cứ 50 giáp thì nó phản khoảng 50 đam thuần thôi. Thì nó y như là cái số của nó hiện lên thôi mà, chứ nó không bị giảm bởi giáp. Đấy, chính vì thế là nếu mà nó hiện lên là 50 giáp có nghĩa là địch thủ sẽ dính 50 đam thuần, ăn thẳng vào máu luôn, ăn trực tiếp vào máu và không bị giảm sát thương. Đấy, căng không? Căng đấy chứ. Ủa, không phải ra Warrior anh em ạ. ra assassin à? Ra lắm assassin thế chứ lại. Bây giờ cho đưa ốc lên 2 được không? Ốc làm co được không? Thế là ốc Glacier à?
Nhưng mà không có đồ. Ốc này nó phải có đồ cơ. Đồ là phải có những cái món đồ hút máu rồi gì, cướp điên các thứ. Nói mạnh rồi anh em ạ. Thôi. Không nha anh em nhá. Hôm nay làm ách thôi. Tí nữa sẽ 9 warrior xuống đồ cho ách thôi nhá. Thử cho anh em xem. Tôi thì tôi chưa thử cái content này ở trên kênh. Đấy, nhưng mà tôi biết là nó mạnh rồi bởi vì tôi chơi rồi. Nhưng mà tôi chưa có ra clip nào ở trên kênh mà nó như này cả. Nên là hôm nay tôi cũng ra để có thêm cái sự đa dạng ở trên kênh nhá, cái content trên kênh. Đấy, và cũng để cho anh em biết được là cái sức mạnh của cái con ách khi mà chúng ta dồn full đồ thủ cho nó. Đấy, để cho anh em mà không có thời gian anh em trải nghiệm hoặc anh em không có thử nghiệm được thì anh em có thể xem clip và anh em trải nghiệm luôn, thay vì cái việc là anh em tự chơi. Đấy, bởi vì có nhiều cái là tôi biết là có rất nhiều anh em là không dám thử. Đấy, thì cái kênh của tôi là có những cái content nó liên quan đến test game, để anh em có thể là vào trong anh em xem, anh em cũng test luôn nha anh em nhá. Anh em xem tôi là anh em coi như là anh em test. Đấy, trận này rõ ràng là assassin rồi, rất nhiều assassin anh em ạ. Nếu mà cái trận này tôi chơi assassin nó ngon luôn đấy. Từ nãy giờ anh em có thể thấy là ốc nhá, thì cũng ra không biết là có đã được 3 con ốc chưa, thì tôi cũng không để ý lắm, nhưng mà ra được cái con thị vệ là lên 2 sao rồi đấy. Thị vệ lên 2 sao và con sao breaker cũng lên 2 sao rồi. Ui thằng bit này to quá anh em ơi, 4 bit rồi, thế thua à? Ăn nổi không? 4 bit thì chắc là đỡ làm sao được nhờ, cái tầm này 4 bit thì chịu rồi. Ơ vẫn không được, không được, không được. Cứ tưởng được anh em ạ. Nhưng mà cũng căng ấy chứ, căng ấy chứ. Ui quả tí nữa thì ăn được. Giá như mà cái con ốc nó bớ được vào cái con Fallen Witcher của nó sớm thì có khi nó vẫn ăn được ấy nhỉ anh em nhỉ. Quả vừa rồi được ấy chứ. Suýt được. Mà Fallen của nó được đấm Fallen mà lại còn kẹp 4 bit nữa vào thì nó mạnh lắm anh em ơi. Đấy, nhưng mà đấy quả vừa nãy là cũng suýt ăn được. Mạnh ấy chứ. Dồn giáp phản vào cho con ách này được ấy chứ nhỉ. Mà đây là nó còn chưa 9 warrior đâu. Giáp vừa rồi là nó chỉ là giáp của 3 con warrior nó cộng vào rồi. À đâu, làm gì được 3 warrior. Lấy là không có 3 warrior, lấy là một mình nó thôi. Kẹp với đỏ thôi, chưa có warrior. Round này mới có thêm con Swordman với cả con Berserker mà. Đấy, vừa nãy là còn chưa có bộ warrior luôn, nhưng mà rất trâu nhá. Tôi sẽ không lấy con Fallen đâu, vừa lấy có con Fallen nhưng mà tôi sẽ không lấy. Bởi vì là tôi chơi thì tôi ít khi tôi kẹp Fallen vào. Fallen ở level 7 thì theo tôi đánh giá nó không tín được bằng là ở tại level 7 nó sẽ là 6 warrior kẹp với cả Glacier. Và nếu mà mua Fallen thì chắc phải lên 8 thì mới kẹp được vào, thì nó hơi xa. Thậm chí là cái con ốc này ở đây tôi cũng bán đi, bởi vì là nó cũng không có cái chỗ để kẹp con ốc vào. Ốc thì cũng phải lên 8 thì mới kẹp được. Còn tôi luôn là để là 6 warrior kẹp với cả Glacier ở level 7, để nếu mà nó có chết ý, nó có thua thì nó cũng mất ít máu rồi, kẹp được cái con giữ máu vào thì cũng ngon anh em ạ. Đấy, đây bây giờ tôi chỉ cần lên 7 thôi, tôi kẹp một warrior vào nữa là form được chuẩn bài rồi này. Đấy, thế đó, nhẹ nhàng tình cảm thế đó. Mà không hiểu sao nhá, ở trận đấu này nhá, cái con Tutka là một con một tiền rất là dễ ra mà trận này không ra luôn. Không thấy ra một con nào luôn anh em ạ. Hơi đen nhở. Cho sói sao? Cũng chả có. Trận này đen quá. Bởi vì nếu mà không ra sói hay không ra Tutka để kẹp bit vào thì cái bộ này nó đam nó rất bé. Không có đam. Nói thẳng luôn là không có đam. Đấy, thua này. Một con nữa được không? Ui giời. Giết một con nữa đi, làm sao? Ủa, Berserker khi lên 2 sao trước này. Thiếu mỗi một con warrior nữa thôi. Bây giờ cho tức cao hoặc con sói là được mà. Hơi đen. Ra toàn mấy con 3 tiền trước anh em ạ. Mà thực ra thì chơi cái trò này ấy, thì đầu game nó lại gọi là gì nhỉ? Nó không ưu tiên cho cái việc là lên to tiền sớm đâu. Cái ngon nhất ý là mấy cái con một đô ấy nó lên được 2 sao sớm để đánh chuỗi thắng anh em ạ. Bởi vì cái thời điểm đầu game nó là cái thời điểm của một đô với 2 đô.
Bây giờ đầu game ấy chỉ cần một con Scotsman 2 sao thôi. Ôi rồi ôi anh em ơi, anh em cứ yên tâm vào cái chuỗi thắng luôn. Đấy, hay là chỉ cần một con Aquaman 2 sao thôi. Đấy. Trong khi đấy nhá, nếu mà có con sói 2 sao thì nó lại không ngon đâu. Sói là nó 3 tiền đúng không? Nhưng mà nó nói là ngon so với cả cái con Scotsman hay là so với cả con Aquaman thì rõ ràng là không ngon bằng. Anh em ạ. Đấy, nó cần là gì? Đấy, ví dụ God of War này chẳng hạn, nó cầm vào nó rất là tốn tiền. Nó mất mẹ nó 3 tiền rồi. Đấy, nhưng mà nó lại yếu, nó đâu có mạnh đâu. Mà ôm hai con là 6 tiền rồi mà còn chưa được chơi. Đấy. Trong khi nhá, chỉ cần một con Tutka nhá lên 2 sao thôi, cái câu chuyện nó đã khác rồi. Đầu game nó có Tutka cũng ngon, 2 sao anh em ạ. Mặc dù là 1 tiền đấy. Nhưng mà nói chung là nó cũng rất là ok. Đấy, tôi chỉ hy vọng là những cái con 1 đô lên 2 sao sớm thôi. Còn đừng có những cái cặp kiểu cặp 3 đô như này. Anh em thấy là tiền rất thọt luôn. So với thằng top 1 nhá. Thằng top 1 nó đang có là gì? Nó đang có là level 7 nó 12 tiền. Trong khi anh em thấy không? Tôi level 6 12 tiền. Mà bây giờ tôi đương nhiên là tôi sẽ không đấm được nó. Đây này, nhìn như thằng này này. Nhìn như thằng này ấm luôn anh em ạ. Aquaman 2 sao nhá. Quá ấm luôn. Nhưng mà nó lại có vẻ hơi đuối bởi vì là nó kẹp nó không có warrior. Thằng này kẹp nó lại kẹp đỏ ạ. Chả hiểu chơi cái gì. Đấy, thế là tôi kẹp Glacier Warrior vẫn tin hơn. Ừ đây rồi. Đủ anh em nhá. Đủ bộ rồi. Rồi bây giờ cho 6 Warrior vào đã này. Lên 7 luôn không? Xem có chắc cắt chuỗi được không? Ui tôi đéo cắt chuỗi được đâu. Nhìn là biết là không làm gì được rồi anh em ạ. Thôi thôi thôi. Đừng im, ngồi im ngay ngắn cho tôi. Chịu rồi, chịu rồi. Tầm này phải lên 8 mới chơi được. Thằng này lên 8 mới đánh được. Lên 8, đợi level 8. Level 8 thì nó sẽ kẹp thêm được 4 bit, 6 warrior level 8 thì chơi được. Hoặc là gì, hoặc là chúng ta có thể là 4 glacier. À không, không được, 4 glacier. Kẹp 4 đỏ thôi, chỉ là 4 đỏ kết hợp với 6 warrior. Hoặc là chúng ta chơi chơi 4 bit với cả warrior thôi. Thua này, đéo ăn được này. Yếu mà anh em, chưa có con sói anh em ạ. Cái vấn đề ở đây nó chính là thiếu đam ấy. Do không có con sói. Phải có cho sói mới chơi được. Ơ, thắng được không? Thắng được không? Thắng được không? Thắng được không? Ui giời. Được. Hay quá. Con này lên 2 sao à? Áp không? Con này mà up lên 2 sao thì lại phải up cấp cho vào thôi chứ còn gì nữa. Thế bây giờ lại một con 2 sao trị giá 3 tiền mà vứt ở ngoài thì có bị ngu không? Thôi lại phải up cấp anh em ạ. Mặc dù là cái thằng kia nó mất bố cái chuỗi rồi. Cay thật đấy. Thế nhưng mà biết làm nào anh em. Bây giờ lại con này nó chả nhẽ tôi lại để 9 tiền ở ngoài. Mất 9 tiền cho cái con Fortuner Teller mà tôi để ở ngoài thì nó sai lắm anh em ạ. Thôi thì lại cho vào vậy. Đấy thì là thọt tiền lắm rồi nhá. Rất thọt tiền rồi đấy. Cái chuối thì không được húp. Mất cái chuối. Mà tôi không hiểu tại sao mà thằng ấy nó to thế mà vẫn có thằng ăn được. Giỏi thật. Sợ thật sự. Bằng một cái lý do thần kỳ ở đấy mà có một con Fallen Witcher 2 sao kẹp với cả 4 bit. Rất mạnh, rất nhiều 2 sao mà nó lại có thể thua được nhỉ. Chắc là nó phải như nào ấy chứ. Cái này thì tôi cũng không hình dung ra được. Cái lý do là làm sao nhỉ. Rồi mặc dù là tôi thì lượng máu tôi giữ thì vẫn rất là ok. Nhưng mà tiền thì thọt quá anh em ơi. Ui lại ra Fortuner Teller này. Tôi đâu có cần con này đâu. Tôi đâu có đang chơi Glacier đâu. Đang chơi 6 Glacier à. Có phải không? Có phải là chúng ta đang trên con đường xây dựng 6 Glacier không? Mà sao trông Warrior chả thấy đâu. Hơi đen anh em ạ. Cần rất cần lắm một cái con chó sói để kích beat. Sau đấy là cần lắm một con Aquaman để có tí đam. Mà thôi, Aquaman này trông có vẻ hơi viển vông. Cho xin con Berserker 2 sao đi. Đây bây giờ là có một con rồi, có hai con ở đây rồi, thêm một con nữa thôi. Đấy chứ còn Aquaman bây giờ có tận hai con nữa thì có vẻ xin thì hơi khó. Đấy ok, thằng này chắc vẫn ăn được.
Thôi cố gắng mỗi nào kiếm một tiền thôi, cố gắng. Ok ok ok, ăn được ăn được ăn được. Đó. Nhưng mà đánh cũng rất là vất vả nha anh em nhá. Anh em có thể thấy đấy, đánh mãi mới chết một con. Cái lý do là bởi làm sao? Bởi vì là không có đam. Lấy đồ toàn lấy đồ thủ. Đấy, xong rồi đội hình thì lại không có beat, không gây được sát thương nhiều. Đấy, cũng chả có đam đến từ vị trí của mấy con Scootman các thứ, không có. Thực ra là bây giờ lên 8 là cũng kẹp được beat đấy, nhưng mà thôi từ từ. Bán đi đã. Kiếm tiền anh em ạ, 30 tiền tròn cho đỡ thọt. Bởi vì cái đội hình ấy nó thọt ở trong cái trường hợp đánh giá là thế nào. Nếu mà tôi full 2 sao mà tiền tôi như này tôi bị thọt thì nó vẫn không là thọt. Đấy, nếu mà nó full 2 sao nó có một cái đội hình mạnh thì nó vẫn không là thọt. Nếu mà rơi vào tầm khoảng chỉ 20 tiền thôi thì vẫn không là thọt. Nhưng mà cái đội hình mà nó yếu ấy mà nó lại ít tiền ấy thì nó là thọt thật sự. Đấy anh em ạ. Thế tầm này nó là thọt đấy. Nó là thọt đấy. Bởi vì toàn 1 sao mà. Những cái con 2 sao thì bây giờ hiện tại nó chưa có giá trị nhiều. Ok. Để con khi mà con ách này nó lên được 3 sao, up lên 9 warrior thì nó lại chơi, nó lại ngon. Tí nữa anh em thấy là con này nó sẽ rất là ok đấy. Lại thạch sinh lực ạ. Nhiều vãi đái luôn. Đồ chán đời thật. 3 viên ngọc sinh lực. Mà ngọc sinh lực là chỉ ghép được cấm đánh, ghép được Kira. À đây rồi, cho sói đấy rồi anh em ơi. Ui, đồ này. Lấy giáp rồi. Bây giờ là thậm chí là lấy được cái Blink cũng được rồi đấy. Nhưng mà Blink cho con nào cầm thì tôi chưa biết. Cái này thì nó không stack anh em ạ. Chính vì thế là nếu mà ghép thì cô chỉ ghép được được một cái thôi. Chứ không ghép được hai cái giáp phản đâu anh em ạ. Tôi có lên dừng lại ở 7 tới roll không nhỉ? Thay vì việc là lên 8 có khi roll được 7 luôn. Đúng ở 7 roll luôn chứ còn lên 8 rồi tầm này mà chơi. Ê này, nhìn cái thằng này mạnh này. Mạnh thế này làm sao mà thua được nhỉ? Không hiểu thằng này mất chuỗi vì cái lý do gì luôn. Kẹp được cả Warlock vào rồi. Ơ nó thua tôi này. Làm sao mà thua được nhỉ? Không. Khỏe lắm anh. Ui đồ trồng hai tia cướp điên. Hút máu. Thôi dừng lại ở 7 roll anh em ạ. Không lên 8 đâu. Tôi chắc ở 7 roll thôi anh em ơi. Thọt tiền rồi. Nhưng mà nếu mà thọt ấy mà lại không lên được 2 sao ấy. Như tôi đã nói rồi, nếu mà thọt mà không lên được 2 sao lại áp cấp nữa thì còn làm gì còn tiền nữa đâu. Không còn tiền. Thôi. Quyết định là roll ở 7. Anh em nhé. Chỉ có luôn ở 7 nó mới là chân lý thôi. Vừa kiếm được cái con ách nó dễ hơn. Up lên 8 là cái tỷ lệ ra 1 đô nó sẽ ít đi anh em ạ. Nó chỉ còn 25% thôi. Nếu mà để ở 7 nó sẽ là 30%. Lúc đấy chúng ta trong cái lúc mà kiếm con ách thì kiếm luôn con tức ca luôn. Nó thế là ngon. Ngon nghẻ luôn anh em ạ. Ui nhìn cái thằng này nó to. À tôi biết là thằng nào ăn rồi. Thằng này chứ còn thằng nào nữa. Thằng này ăn này, thằng này vừa lấy nó ăn cái thằng beat này. Chỉ có thằng này mới ăn được thôi. Căng quá bạn ơi. Sáu máu, 84 máu. Máu bắt đầu tụt dần. Sói này. Máu bắt đầu tụt đây anh em ạ. Không biết là có giữ được cái lượng máu này đến khi mà ra được cái con ách lên 3 sao rồi up 9 để mà cho 9 warrior vào được không. Khá nhiều điều kiện đấy. Nên nhớ là bây giờ chúng ta đang đứng dừng lại ở 7 chúng ta roll. Tức là chúng ta sẽ phải up 2 level. Nếu mà con ách này lên được 3 sao thì phải up 2 level. Và ngoài ra thì còn phải kiếm được 9 con warrior nữa cơ. Ây à, hơi căng đấy nhở. Mà đồ nó còn khèo nữa chứ. Cái này chắc là ghép với giáp thép thôi. Đấy, cái giáp này ghép với giáp thép thôi. Để tăng aura. Xung quanh là nó được cộng thêm là 10 giáp. Nhưng mà còn hai cái viên ngọc thì cũng chưa biết dùng để làm cái gì. Hai cái viên ngọc kia thì một cái là ghép với cấm đánh đúng không? Một cái là ghép với gì? Chả nhẽ lại Kira. Kira thì có cái tác dụng gì đâu. Chả có cái tác dụng này luôn.
Con ách này nó đâu phải là cái con mà dùng đồ Kira đâu. Đấm thì nó đấm chậm lắm, đánh chậm lắm. Không ăn thua. Đấy, tầm này thì đang bị thua cả cái thằng nữ Eco này. Thằng này chơi Demon kết hợp với cả sáu đỏ à? Cái bộ này thì late game cũng khá đáng sợ ấy nhá. Wario sợ phết đấy. Rồi, roll tiếp thôi anh em. Đùa chứ. Mày cho con Tutka hay là con Aquaman nó lên 2 sao cái thì có làm sao. Thọt quá rồi anh em ơi. Đã phải dừng lại ở 7 roll rồi. Mà nó còn không lên được 2 sao cơ. Trận này đen thật đấy. Tầm này thì chắc là gặp thằng nào cũng thua thôi anh em ạ. Yếu rồi. Berserker. Cái kiểu ôm Berserker 3 tiền nhá. 2 con. Từ rất lâu rồi ôm con God of War 3 tiền từ rất lâu rồi. Đéo lên được 2 sao là biết là thọt rồi anh em ạ. Trận này thọt quá. Ui, đừng bảo đánh cái thằng này cũng thua nhá. Vớ vẩn thua thật này. Ui, thua thật anh em ạ. Yếu đuối quá. Gặp đúng là gặp. Ủa, chồng đổ con lại Blade lại khủng quá nhở. Thằng nào cũng đồ khủng. Ui đây rồi. Cuối cùng thì cũng lên được. Rồi. Tầm này là khi mà full 2 sao thì đánh ở level 7 vẫn mạnh. Đấy, nhưng mà phải full 2 sao đã. Full 2 sao đã anh em ạ. Tuy nhiên là cái trận đấu này lại không có đồ cho con Tutka mà toàn đồ thủ thôi. Nên là con Tutka lại cầm vào nó cũng chả có cái nó cũng chả có cái gì. Thật. Sức mạnh của nó là chủ yếu là những cái món đồ đam ấy. Nếu mà chơi mà lấy đồ đam này có thể cho Tutka gánh cũng được. Đấy, nhưng mà đây là toàn đồ thủ. Nếu toàn đồ thủ thì bây giờ cho con nào gánh? Sói à? Tí nữa lấy quả hổ phách xong rồi sói đẻ liên tục à? Rồi, không nha anh em nhá. Trận này là quyết định là sẽ chơi là đưa ách lên 3 sao nên là đồ là phải lấy những cái đồ cho con ách. Đồ cho con ách là gồm có gì? Là những cái đồ phản anh em ạ. Đấy, Blink 2 nhá, giáp phản. Các kiểu các thứ. À đây, đây có chèn thành nữa này. Lấy đã, lấy cái chèn thành đã anh em ơi. Từ từ đã, phải có hồi máu. Phản lại hồi máu. Rồi, trứng là. Ok. Luôn tiếp. Sói, ok. Rồi, từ từ đã. 74 máu, đang chuỗi thua. Tôi nghĩ là vẫn chơi được. Rồi. Đồ thì lấy cái Blink luôn không nhỉ? Hay là lấy cái cấm đánh? Thực ra cái Blink cũng ngon. Nhưng mà ghép cấm đánh thì cũng cũng ngon. Thôi từ từ đã anh em ạ, từ từ đã. Chưa. Tí nữa ấy, nếu mà Blink thì cho con ách này nó Blink và nó hú một phát xong rồi nó coi như là nó kêu gọi địch đấm vào người nó rồi bật giáp phản lên. Combo này thì anh em chơi Dota thì không lạ gì nữa rồi, rất mạnh. Bật giáp phản lên một cái thì cái bọn đánh vào cái con này chỉ có xác định chết thôi. Bởi vì nó phản lại là nó phản lại đam trước khi mà bật giáp cơ. Đấy, tức là cái lượng đam mà nó đánh vào người con ách ấy là tính là đam mà trước khi bật giáp. Nên là nó rất mạnh. Ví dụ 100 đam mà đấm vào con ách này là nó phản 100 đam thuần luôn. Đấy, và tính là trước khi con ách nó bật giáp lên. Khỏe lắm. Nên là từ từ đã, lấy cái giáp phản nó ác lắm. Đam mà tôi nghĩ là nếu mà chơi ách này chủ yếu là đam đến từ giáp phản thôi. Hết slot nữa rồi. Chắc phải khô máu luôn tiếp thôi. Ôi đây rồi anh em ơi. Ách 3 sao. Roll thêm nhỉ, roll mấy cái nữa đi. Roll cái nữa. Ok ok, lập trường luôn. Rồi. Thế nhá anh em nhá. Đây bây giờ là chúng ta có thể là lên 9 được rồi. Thế thôi. Ổn rồi. Đấy, con ách chơi ách là một con co mà. Nên là bây giờ không có roll mấy cái con khác lên 3 sao nữa. Mà bây giờ là chúng ta sẽ lên luôn nhá anh em nhá, để dồn đồ cho ách. Để thử xem trong bộ 9 Warrior nó mạnh như nào. Đấy, thậm chí là bây giờ tôi đã dồn đồ cho ách rồi đấy. Đầu game mà tôi cũng chưa có bỏ cái đồ này cho con khác. Đấy, đồ vẫn đang ở trên người con ách.
Đấy, vẫn đang rất khỏe, rất trâu đây. Có vẻ như là đang rất trâu. Mặc dù là ở đây là Ash vẫn chưa có một hiệu ứng phản đam đến từ vị trí của chính Warrior, nhưng mà có vẻ rất trâu chứ. Rất trâu chứ. Ừ, được đấy. Hay. Rồi. Tốt rồi, thôi được rồi anh em ạ. Bây giờ chúng ta sẽ lên dần lên level 9 thôi. Lên dần lên level 9 thôi anh em nhá. Thế là được rồi. Lần này được rồi, mặc dù là đen thật đấy. Anh em thấy tôi roll không? Roll vãi cứt luôn. Đứng ở level 7 roll luôn. Mà cái con Swordman và cái con Aquaman nó đeo lên được 2. Thật là như thế luôn ạ. Vẫn 1 sao. May mà ở trong trận đấu này là làm content là chúng ta dồn đồ cho con Ash đấy. Đấy, chứ còn nếu mà chơi theo kiểu một trận đấu rank bình thường thì chắc cái này toang mất. Những cái con nó cần thiết nó phải là cái con Aquaman ấy, nó lên 2 sao sớm cơ. Chứ bộ này làm gì mà Ash lên mà cánh ở đâu. Ôi. Trông live deadline nó clear tín thế nhờ. Đây rồi, có đồ rồi. Chúng ta... Ui, có thằng chết rồi á. Ra 23 có thằng đi rồi kìa. Vãi đái thật. Lì phết nhờ, vua lì đòn đây này. Vua lì đòn này. Ra 25 có cái sắp phản thì ngon. Lì phết nhưng mà không có đam để đánh bọn này. Bây giờ là phải lên 9 Warrior thì phản vào bọn này mới chết được. Ok. Ui dồi ui. Một phát lên hai con luôn. Ơ, có đủ bộ 9 Warrior luôn này. Đúng không? Bây giờ lên 8 nhá. Lên 8 lên 9 đủ rồi đấy. Nhưng mà từ từ, bây giờ mà dí một phát lên 9 là hết tiền. Từ từ đã. Bình tĩnh. Vẫn kẹp Deco mà. Máu vẫn còn đang đứng thứ hai anh em ạ. Ui máu còn nhiều. Thoải mái. Rồi cứ bình tĩnh. Round sau là round 25 rồi. Round 26 lên 9 thì có làm sao. Bây giờ lên 9 là hết tiền anh em ạ. 9 Warrior làm gì còn tiền mà lên. Đấy, bây giờ chúng ta đang ở level 7. Lên một phát 2 level thì không có tiền mà lên ấy. Nên là từ từ đã anh em, để đấy, đợi đấy, ra 26 anh em nhá. Vẫn sống được, vẫn ngon. Ách vẫn lì. Ách vẫn lì đòn. Ồ, được không? Solo được hết bọn này không? Secret Lancer rồi kìa. Căng đấy, thôi thôi. Mất một chút máu vậy. Ui cũng không ít đâu. Ui 14 máu. Không ít. Rồi, lên 8. Ok. Round sau lên 9 là vừa anh em ạ. Đấy, lên 9 là chúng ta đủ bộ 9 Warrior rồi. Rồi, nhưng mà bây giờ chơi như nào để phát huy được sức mạnh của cái con Ash này. Đấy, bây giờ chơi như nào để con này nó mạnh nhất. Mạnh nhất là phải thế nào? Là nó phải có những cái món đồ như là cái món đồ là Blink vào đúng không? Xong rồi là bật giáp phản lên đúng không? Là cái Blink 2. Đấy. Thì làm thế nào mà để nó hú được đối thủ. Để đối thủ mà đánh vào người nó để phản lại thì nó là mạnh nhất. Đúng không? Đấy, vậy là đối thủ càng đánh vào nhiều lần vào người con Ash này thì nó càng khỏe. Đấy. Vậy là phải tập trung vào con Ash này. Thì sẽ là nếu mà chúng ta tăng cường cái việc là chúng ta kẹp gót vào thì có được không? Bỏ Swordman đi kẹp gót vào cho con Ash nó hú liên tục. Khỏe đấy. Ý tưởng hay. Đây rồi, giáp phản rồi anh em. Giáp phản gọi trước. Đây rồi. Giáp phản gọi tên. Giáp phản gọi tên trước. Ok. Đây giáp thép luôn. Chắc chắn là sẽ là lấy giáp phản trước. Đấy, xong rồi là gì? Là chén thánh. Chén thánh rồi giáp thép. Cũng ok luôn. À giáp cuối, giáp xương. Cũng được. Rồi. Bây giờ lên 9 luôn không nhỉ? Lên 9 chứ còn gì nữa. Lên 9 luôn. Thôi lên 9 luôn anh em ạ. Rồi con này bán đi. Đây nha anh em nhá. Bây giờ chúng ta là full bộ và đủ sức mạnh rồi. Đấy, full bộ nha anh em nhá. Sức mạnh đến cái tầm này đó là cực kỳ khỏe rồi. Sức mạnh hủy diệt rồi. Đây bây giờ Warrior này. Warrior bây giờ không có đam nhá. Đam toàn là giáp phản nhá anh em nhá. Năng liệu còn có ăn được thằng Warrior này không? Đấy, ui có vẻ như không ăn được anh em ạ. Đồ ách đâu ạ, ách hú lên, ách hú lên, ách hú lên.
Ui, trông có vẻ hơi đuối. Đuối quá anh em ơi, đéo ăn thua. Trông chán đời đấy nhờ. Nhìn để nó đấm mềm quá anh em ơi, chưa trông rất là mềm luôn. Trông có vẻ không cứng lắm anh em ạ. Theo anh em thì có thật sự nó là mạnh không? Phế vãi đái. Oh my god. Có vẻ như là chưa phải. Có gì đấy là hơi sai. Đấy, sai ở đây là có thể là do tôi. Đứng ở vị trí là một cái người mà đang làm content. Tôi đã chọn sai rồi. Tôi đã chọn sai content rồi. Đấy, nhưng mà nhiều khi là sai nó lại thành đúng anh em ạ. Nếu mà tí nữa tôi lại xếp bài thế nào nó lại thắng thì có khi sai nó lại thành đúng. Đấy. Giờ tôi lấy cái Berlin thì có được không? Lấy Berlin được không? Lấy Berlin cho con Doom luôn đi. Nhé. Yeah. Ok. Tí nữa cái Berlin này sẽ để cho con Ách. Có cái gì đấy hơi sai anh em ạ. Rồi mày bắn lên phản lại đi. Phản chết rồi Calong. Ok. 6 bit Calong với chúng tôi. Thằng này phải cho đi sớm anh em ơi. Tí nữa Calong 2 thì nó cũng tín đấy. Ăn được thằng bit mà nhờ. Ăn được thằng bit mà nhờ. Có Kira. Có đồ Kira bạn ơi. Cũng căng. Ở đấy ăn được bit mà. Ăn được bit sau vừa lấy. Thằng bit vừa lấy lại không ăn được. Thằng bit vừa lấy nó là Demon anh em ạ. Cái vấn đề ở đây là nó kẹp. Ôi nó kẹp trừ giáp. Thảo nào. Nó kẹp trừ giáp anh em ạ. Nó kẹp hai Aegis nữa. Hai Aegis xong rồi lại kẹp bit. Xong rồi lại kẹp cả Warlock nữa. Thảo nào mà nó hồi máu. Xong rồi lại đấm tôi như con luôn. Thôi nói chung là bây giờ thì chúng ta kiếm con gì nhỉ? Secret Lancer. Secret Lancer nữa để có bộ Glacier nữa. Xong rồi chúng ta sẽ vứt cái con. Chắc là vứt con Stone Shaman thôi. Stone Shaman thì à quên, không phải Stone Shaman. Ngáo mẹ rồi. Stone Spirit. Vứt con Stone Spirit đi. À đây bây giờ đây mình gặp lại đi, đấm vào đây. Ui. Ô nhưng mà nó có Dark Spirit. Vẫn ăn được anh em ơi, phản chết. Mày đấm mạnh vào, đấm vào đây. Gầm người lên. Tất cả những cái đòn này ra đòn vào đây hết, ra đòn vào đây. Thằng này trông chiêu là cực kỳ khổ dâm luôn nhá anh em nhá. Đấy, rất gợi đòn đến vị trí của Ak. Luôn là muốn người khác là đấm mình. Đấy, khổ dâm thật sự. Khổ dâm tâm pháp à? Khổ dâm tâm pháp đây mà. Trong chuyện kiếm hiệp của Kim Dung. Kinh thật đấy. Hấp tinh đại pháp. Hấp tinh đại pháp à? À. Có phải không? Có phải hấp tinh đại pháp? Hấp tinh đại pháp, khổ dâm tâm pháp. Vua lì đòn thế hệ mới. Không biết là thế nào, ăn bây giờ gặp mấy thằng toan. Ủi của thằng Secret Lancer 2 sao kìa. Goblin to nhở. Goblin Secret Lancer 2 sao, gỗ không 2 sao. Thiếu mỗi con Dark Spirit thôi. Thằng này Dark Spirit 2 sao có vẻ hơi căng đấy. Máu chúng ta to nhưng mà đồng nghĩa. Ủa, cái gì đây? Ôi rồi ôi, nhưng mà con Dark Spirit nó lại bị Doom anh em ạ. Thế thì bạn ơi, vào đây. Ui, Calong bắn kìa. Calong 3 tia tinh dịch. À không. 3 tia dịch cân tinh bắn vào thì ở đây đã có hấp tinh đại pháp. Bắn đi. Bắn thoải mái luôn. Ui rồi ôi, chồng. Nói chung là Calong bắn vào tự chết anh em ạ. Đây rồi. Ôi rồi, món đồ đây rồi. Từ từ nhá, để xem nào. Phản chết luôn anh em ơi. Ui, căng đấy nhờ. Được đấy. Chấp cả Dark Spirit 2 sao. Sợ thật. Quả vừa rồi là con Dark Spirit nó bị Doom anh em ạ. Cũng rất là may mắn. Ok, vậy chúng ta còn thằng Beat là 6 Beat. Rồi. Tạm thời lên 10 kẹp Marine vào anh em nhá. Kẹp Marine vào đá. Tăng cái độ trâu chó của cái chiêu thức hấp tinh đại pháp của con này. Trông lì đòn thật sự luôn. Rồi bây giờ lên trên là gặp mấy cái thằng nó kẹp cả Doom vào. Căng nhỉ. Có khi nào mà nó Doom trúng vào con X3 sao không? Ở đây là nó không có con nào lên 3 sao cả. Tôi nghĩ là con này 1 đô thì chắc là cũng khó mà đu vào lắm.
Tí nữa mà kẹp gót vào mà lại bị Doom thì đúng là phê luôn. Từ từ đã, con này nó có thể là cái giáp băng được không? Lấy cái giáp băng ngon hơn hay là cái phản ngon hơn nhỉ? Bởi vì Blink ra đằng sau thì ở đây là lấy được cái cấm đánh 2 này. Giáp băng luôn này. Hay lấy cái giáp băng. Lấy cả giáp băng, lấy cả phản đam được không? Chứ còn cấm đánh làm gì đâu. À hay là lấy cái huyết trượng. Ừ đúng rồi. Lấy được cái huyết trượng này. Cây huyết trượng hồi máu anh em ạ. Phản hồi máu, đúng rồi, sao không nhớ ra nhở? Được đấy. Được đấy, đây Blink hồi máu anh em ơi, Blink giáp phản luôn. Rồi, thì cái giáp băng để sau vậy. Từ 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 round sau nhá, không kịp rồi, không kịp chuyển rồi. Để đấy. Ui, gặp thằng này gặp bản sao. May như mày đấy. Chọc thì cũng đau đấy. Chọc thì cũng đau đấy. Ừ, đấm này, đấm vào tao này. Đấm vào tao đây này. Ừ, cũng được đấy. Có đồ Kira châu phết. Nhưng mà làm sao, khỏe đấy anh em ơi. Khỏe đấy, khỏe đấy, khỏe đấy. Được. Mà tôi đang phân vân cái việc là để cái Blink cho con Doom hay là cho con Ách. Bởi vì là nếu mà con Ách mà nó bay đằng sau thì nó chả được hưởng cái hiệu ứng gì ở phía bảo kê cả. Con này nó phải đứng ở dưới nó bảo kê đồng đội. Nếu mà nó Blink ra sáng sau thì nó một mình một phương thì khả năng toang là cao đấy. Bởi vì cái bọn Warrior phía dưới là nó hoàn toàn nó chỉ như những cái bịch bông thôi. Nếu mà không có hiệu ứng giáp thép ở phía dưới. Nhưng mà tôi nghĩ là tôi vẫn muốn thử cho anh em để anh em biết được cái sức mạnh của con này nên tôi sẽ thử một phát. Đấy, tôi sẽ chuyển đồ cho con này. Nếu mà tí nữa mà nó chả may mà nó yếu thì tôi lại chuyển lại nhá anh em nhá. Về căn bản là nếu con này Blink ra phía sau ấy thì nó sẽ không bảo kê được cho đồng đội. Đấy, nhưng mà được cái là ừ thì nó phản đam nó hú sớm thì cũng tốt. Đấy rồi. Thế nào? Ui đúng vị trí con cá lông luôn. Ui gặp thằng này khỏe này. Thằng này có Dark Spirit rồi. Ngộ không 2 sao Secret Lancer. Có ba tia. Ui mẹ ơi, vậy là một mình con rách này nó phải đấm hết với bọn này à. Có đánh nổi không? Ui nhìn kìa. Ui anh em ơi. Ui được luôn đấy. Chấp cả Dark Spirit luôn. Chấp cả Dark Spirit luôn. Ui còn ngộ không, có được không? Được không? Đang bị đốt máu, đang bị đốt Blink ra ngoài rồi. Mà chết. Ui ơi, thua rồi, còn một tí máu. Chấm máu. Vẫn chưa chết. Ui, sống trâu đấy nhở. Trâu nhở. Ui vẫn chưa chết đấy. Lật lại đây. Ngộ không 2 sao. Ngộ không 2 sao đéo đấm được con ách luôn. Ui rồi. Ui rồi ơi, anh em vừa nhìn thấy cái gì không? Một mình con Ách là solo với 10 con luôn. Trong đấy có con Secret Lancer 2 sao. Con Ngộ không 2 sao. Con Dark Spirit. Ôi rồi ôi anh em, thôi mạnh quá. Mạnh quá ôi, quả hấp tinh đại pháp. Rồi ôi, căng quá anh em ơi. Tôi không ngờ được đấy. Mẹ, một mình một chấm máu không thể chết được luôn. Thế thì đây gọi là chiến binh bất tử rồi còn gì nữa. Chiến binh bất tử đây rồi còn gì nữa. Ờ được đấy nhở. Thế thôi thì cứ cầm Blink đi. Được đấy. Được đấy. Goblin khóc. Khóc luôn. Anh em ạ, quả vừa lấy thằng Goblin chắc là cứ tưởng là ăn rồi đấy. Còn mỗi con ách sống ai ngờ. Có phải thế đâu. Đây rồi. Đó, cá lông này hấp tinh đại pháp rồi đấy. Dark Spirit 2 sao nhưng mà lại bị Doom bạn ơi. Thế thì chết rồi. Còn một mình con ách. Có được không? Được không? À được. Không sao hết bạn ơi. Chấp hết bạn ơi. Thôi đi rồi. À chưa đi. Con ách này thực ra có mất có 3 máu thôi mà. Ách 3 sao nhưng mà thực ra lại chỉ mất có 3 máu. Đấy, nhưng mà bây giờ ai đánh được? Đây, ui ôi, hấp tinh đại pháp ở đây. Bắn vào đây bạn ơi, bật giáp phản lên. Ui như nó lại không bắn nữa. Đúng lúc bật giáp phản thì nó lại không bắn. Ui nhưng mà trông phản cũng nhiều ấy chứ. Không giết được rồi. Ui thế round này mất chuỗi rồi. Ôi nhưng mà trông bất tử quá anh em ơi.
Ui, bất tử quá, bất tử quá anh em ạ. Bây giờ cần cái gì? Ồ, tôi chắc là tôi phải kẹp gót. Đây rồi anh em ơi. Không, phải kẹp gót vào anh em ạ. Kẹp gót là mới chuẩn bài. Đúng rồi, tôi phải bỏ Swordman ra, xong rồi tôi kẹp gót vào nó mới chuẩn được. Bởi vì tôi phải làm cho con này nó hú liên tục. Thế thì nó mới hay chứ. Con này thì nó chỉ cần hai gót thôi là nó hú liên tục được rồi anh em ạ. Được. Được anh em nhá, nhưng mà từ từ đã để có con thay thế đã. Bây giờ chưa có thay thế. Hai sao thay thế đã anh em nhá. Bình tĩnh. Tí nữa là Kunka vào, hai sao vào thay. Kunka hai sao vào thay Scottman là được. Đây rồi, ui bắt được con cáo rồi. Mày vào đây. Mày vào, nhưng mà con cáo nó có vẻ như nó bị đùm. Đấm vào đây bạn ơi. Trời ơi, trông kìa. Ui, trông đàn hàng sau chết mẹ rồi. Không ổn anh em ơi. Không ổn. Ách của tôi nó yếu quá, không được rồi. Ui dồi ôi, mất nhiều máu quá anh em ơi. Mẹ ơi, 21 máu là vừa rồi ạ. Nhưng mà ra là cái chiến thánh. Thực ra là chưa có chiến thánh thôi. Bây giờ có chiến thánh thì biết đâu ấy lại ăn. Đúng rồi. Nhưng mà tôi nghĩ lại rồi anh em ạ. Tôi nghĩ là cái Berlin là nó không hợp lắm. Cái Berlin con này chơi với beat không hợp. Berlin này là chỉ chơi bọn khác thôi. Anh em ạ, chơi beat vào sau có hú được có 3 con thôi mà. Đéo phản được mấy. Bây giờ ấy, cho đứng ở dưới cùng đồng đội anh em ạ. Lúc đấy thì nó mới phản, nó mới ác. Anh em nhá, vừa bảo kê cho đồng đội luôn. Chứ tôi thấy mấy cái con warrior phía dưới mỏng lắm. Vừa mới bay ra hú đằng sau một phát thì đằng ở phía dưới đã chết mẹ hết rồi. Đấy mà chết hết thì đồng nghĩa việc là gì, là chả có đam. Đam ở đâu? Đam ở đâu ra? Đấy, đánh với beat mà. Thôi nhá anh em nhá, không được. Giáp phản ở trong trận đấu này là chỉ đánh với bọn khác thôi. Còn với cả cái bọn beat này thì tôi nghĩ là sẽ phải là bỏ cái giáp phản ra, bỏ cái Blink ra. Đây rồi, cấm đánh thôi chứ còn gì nữa. Phải cấm đánh. Bọn beat này mà nó bị cấm đánh thì nó mới gọi là toang này. Ok. Rồi bây giờ bỏ cái Blink ra anh em nhá. Chuyển lại cái giáp băng cho con ách. Đứng là cứ phải đứng vào giữa đội hình cho tôi anh em ạ. Đấy, đứng vào đấy bảo kê. Đứng thẳng vào đây cho tôi. Đứng hết vào đây. Ok, mày vào đây. Được chưa? Đấy, ui, đây rồi. Glacier này. Đây rồi, ui, được luôn này. Có thay thế rồi. Tí nữa bỏ Tsunami ra là được. Anh em thấy không, cái cấm đánh kìa lợi hại chưa? Từ nãy giờ cái con Fallen của nó vẫn chưa được đánh anh em ạ. Ôi xong rồi bạn ơi, lần này thì cậu ăn thế nào được? Lần này thì cậu ăn kiểu gì? Nào solo. Ôi giời, khỏe rồi anh em ơi. Roll tiếp rồi. Đưa con God of War lên 3 sao anh em nhá. Ui trứng này. Từ từ đã. Rồi ok. Ui không bo này. Ui không, thôi đập trứng luôn anh em ạ. Đập trứng luôn. Rồi. Kịp. Rồi, anh em yên tâm. Kẹp gót vào rồi. Con ách nó sẽ hú liên tục. Hai gót là hú liên tục đấy anh em ạ. Hai gót là sẽ hú liên tục. Yên tâm. Mày chọc vào đây. Ui rồi ôi, anh em nhìn kìa. Làm gì có cửa hú liên tục đấy. Hú liên tục thật đấy anh em ạ. Hú liên tục. Đấy, chói liên tục luôn. Ui phản kinh không kìa anh em kìa. Phản kinh chưa kìa. Ui chiến binh bất tử đéo mất máu luôn anh em ạ. Máu đấy ạc luôn. Hết game máu vẫn đầy luôn. Sợ thật. Aquaman này, mua không? Bây giờ kiếm con Aquaman lên 3 sao nữa nhở. Sói có lên 3 sao nữa không? Tầm này tôi nghĩ là cũng chả cần phải up 3 sao nữa đâu. Bởi vì như này tôi nghĩ là thẳng đấy, vẫn thẳng. Trừ khi là đối thủ ra con Dash of Grit. Ra Dash of Grit thì còn hơi sợ. Đứng ở đây một mình anh bảo kê luôn. Đứng lên phía trước luôn.
bao nhiêu cái con bít nó dồn đam vào người con ách, cuối cùng không mất một giọt nào luôn anh em ạ. Căng không? Ôi anh em nhìn kìa, trông nó phản kìa. Ôi ôi, đấm vào tự chết thôi bạn ơi. Đâu đâu, solo, đây là cái màn solo, đây là cái màn solo. Ôi rồi, ôi rồi, không ăn thua rồi. Nó có men, đây rồi. Ủa đây rồi. Ủa lại đùm này. Từ nhá. Bán con này đi. Rồi lui, bây giờ lui 4 tiền thôi. Tầm này lui gì 1 tiền nữa đâu, lên 10 rồi. Lui con đùm 3 đi, cho đùm 3 đấm nhau ấy. Lên đùm 3 này, xong rồi lên thêm con God of War lên 3 sao nữa anh em ạ. Trận đấu này chắc là còn kéo dài đấy, bởi vì là mỗi lần lọt có mỗi con. Nhưng mà tôi nghĩ là tôi vẫn thắng thôi. Làm gì ơi cửa bạn ơi. À nó đéo bao giờ nó doom vào con người của tôi luôn. Nó kẹp doom vào nhưng mà nó toàn doom vào các cái con khác anh em ạ. Hay quá. Ui phản căng quá anh em ơi. Nhìn đam của con ách kìa. Đam con ách cũng được tới 6.500 đam ấy chứ. Căng ấy chứ. Round này đẩy tận 16 máu anh em ạ. Why. Trời ơi sói này. Lên được con sói lên 3 sao nữa không nhỉ? Ui được đấy. Rồi, hai con sói nữa. Hai sói nữa thôi anh em ơi. Trời, bài này quá căng. Khỏe quá anh em ơi. Bây giờ cần cái giáp cuối nhỉ, giáp xương nữa là xong nhỉ. Sao phải lấy giáp xương hay giáp băng? Lấy giáp băng cuối hay là giáp xương? Thực ra là lấy cả hai đều ngon. Đều ngon luôn. Đấy, nhưng mà nếu mà ưu tiên thì vẫn lấy giáp xương ngon hơn chứ nhỉ. Tôi sẽ lấy cái giáp xương. Tăng tốc đánh của đồng đội với là giảm tốc đánh của đối thủ nữa. Gậy như ý đi, không lấy cướp điên đâu. Lấy gậy như ý. Ui rồi chỉ có giáp băng thôi, nhưng mà thôi cũng được. Đấy, thực ra là giáp băng vào tỏa phát là hú luôn. Cũng ngon. Rồi thôi xong rồi, lốt thôi anh em, lốt chén thôi. Đây rồi, khan 3 đây rồi anh em ơi. Kiếm lốt con khan 3 nhỉ, rau này chắc nó chưa đi đâu nhỉ. 13 màu có đi luôn không? Nhưng mà không kịp anh em ạ, thôi để rau sau nhá. Rau này mà nó chưa đi thì rau sau xả hết tiền, kiếm lốt con sói với con khan 3. Đấy. Ơ nhưng mà rau này nó thua luôn thì sao nhỉ? Ơ thì chịu thôi, bởi vì bạn quá yếu. Yếu quá thì biết làm nào. Thôi được rồi, vào đây bạn ơi. Vào đây, vào đây. Vào đây bạn ơi, vào đây bạn ơi, vào đây bạn ơi. Như nào, như nào, như nào, bị cấm đánh lâu quá. Ui rồi ôi, thế vớ vẩn là đi luôn rau này không? Ồ, không, 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 không. Nó bật lại rồi, nó bật lại rồi anh em ơi. Thôi chết rồi con ách của tôi. Ui nhưng mà phản chết kìa. Ách của tôi nó phản chết luôn con ấy anh em. Hú liên tục, hú liên tục. Bây giờ nó là 8.400 đam anh em ơi. Đam nó to lên bởi vì là nó có thêm cái giáp băng. Đây rồi, thôi lốt nha anh em nhá, lốt, lốt. Chén cuối, chén cuối, chén cuối, chén cuối, chén cuối. Chén cuối anh em ơi, chén cuối. Nhanh nào, nhanh cái tay nào. Nhanh cái tay nào. Ủa. Khan, 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 khan. Một con khan nữa, đây rồi, y con khan. Cho xin con khan. À đây rồi, ui rồi, đủ rồi anh em ơi. Khan 3 sao, chuẩn luôn. Chuẩn luôn, vừa tròn 7 giây. Đấy, trò chơi kết thúc. Rao này 3 máu thì lọt một con là chết. Và chắc chắn là lọt một con rồi anh em. Rao này thì làm sao mà có thể là mà sống sót được với cả cái con ách ở đây. Ách của khan 3 nữa. Ui nó hú liên tục anh em ạ. Hú liên tục. Mẹ cứ đấm vào là chết luôn. Thế này thì căng quá nhờ. Hấp tinh đại pháp có khác. Phản phát chết luôn. Hôm trước thì nhân vật chính là Tutka Thánh Phòng đấm phát chết luôn. Hôm nay thì coi như là vua lì đòn. Hấp tinh khổ dâm đại pháp. Tôi nói thật trận này có rất nhiều thằng đối thủ chắc nó phải sốc tâm lý anh em ạ. Sốc tâm lý như sốc phản vệ luôn. Ai đời trông gặp đối thủ xong rồi đấm con mũi con ách. Nhìn vào cái con ách hóa ra là cái con ách nó cầm đồ. Không giết nổi con ách, nhất là cái thằng Goblin ấy. Nhìn cái thằng Goblin kiểu bất lực vãi đái luôn ạ. Nào là Secret Lancer 2 sao, Ngộ Không 2 sao, Dark Spirit cũng phải ngậm ngùi ra đi. Đấy, ra đi thậm chí là top 4 luôn. Cảm giác bất tử vãi đái anh em ạ. Anh em thấy hay để lại tôi một like nhá. Anh em chưa đăng ký có thể đăng ký kênh để xem các clip khác của tôi.
Và nếu còn thời gian anh em có thể chọn clip bên trái, cũng là một con một tiền làm co, đó chính là con Tutka với tuyệt chiêu phồng tôm. Và anh em cũng có thể chọn clip bên phải để xem, cũng vẫn là một tiền làm co, ảo ảnh phẫn lộ anh em nhá. Xem đi hay lắm, anh em tin tôi. Và cuối cùng, nếu anh em yêu quý tôi, anh em có thể đăng ký hội viên để ủng hộ tôi bằng cách ấn vào link ở trên màn hình kết thúc hoặc link ở dưới phần mô tả của mỗi video. Cảm ơn anh em rất nhiều và hẹn gặp lại anh em vào những clip tiếp theo. Bye bye.